Xin chào các anh chị và các bạn. Thì đây là một cái lỗi mà các anh chị hay gặp khi mà chơi game Bubble Scam trên một số cái dòng điện thoại. Vậy thì khi các anh chị bấm vào bất kỳ một cái game nào mà chúng ta nhìn thấy cái từ nó hơi khác đi, ví dụ này là dung dịch, thì là dung dịch ưu trương, thì nó đã dịch thành dung dịch ưu tiên, hay như một cái từ khóa nào đó tan bào mà nó dịch thành những cái cụm từ rất là lạ, bởi vì là trên trình duyệt của các anh chị đang cài đặt cái việc dịch của cái trang web đó, nên nhờ các anh chị kiểm tra thao tác như thế này giúp mình ha. Hoặc là trên góc phải màn hình ở điện thoại của các anh chị nó sẽ có là ba cái dấu chấm ở trên này nè, rồi các anh chị sẽ bấm vào và tìm ngay chỗ cái phần dịch và hoàn tất không dịch, hoặc là như cái dòng điện thoại này thì mình không thấy ba chấm mà mình thấy ở đây nó có là bật cái ở dưới đây thì nó sẽ ra cái phần dịch nè, thì mình thử ha, dịch rồi. Vậy thì ở đây nè, nó sẽ ra là nó đã dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Vậy nên các anh chị hoàn tất nó lại, bấm hoàn tất. Vậy thì nó đã trở về lại giống như cái bình thường của cái ngôn ngữ để chúng ta làm. Chúc anh chị thành công.